Làm cho anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì hôm nay mình biết là anh em đã ủ mồi xong rồi và có những người cũng đã đi câu rồi, đúng không? Mình hôm nay nhận được một thông tin rất là vui, có bác ở tận Sài Gòn là bác đầu tiên test mồi của mình và nay đến rất nhiều hàm đó, có quay lại cảm ơn nhé. Cho đây là cho mọi người xem này. Đấy, mình quay lại cho mọi người xem cái lời cảm ơn của bác, mình cũng rất là vui. Đấy. Đâu thông báo đâu rồi nhỉ? Mới mới chiều chiều nay bác mới cảm ơn. Đấy, quay quay gần lại cho mọi người xem nhé. Đây. Bác ở tận Sài Gòn cảm ơn cháu này. Chú test bài mồi này nên toàn cá đây, 4 cân ở sông các bác nhé, coi nhé. Sau chú này cũng 68 tuổi rồi đầu được những dòng comment này, mình rất là vui khi chia sẻ đến anh em một bài mồi rất là rẻ tiền mà lại vô cùng hiệu quả nhé. Mình nói trước anh em là cái mồi này ấy, mình câu ấy nên chủ yếu là chép, mình câu thiên nhiên chủ yếu nên là chép, còn nó chấm có lên nhưng mà ít, bởi vì cái số lượng cá chấm ở bên ngoài rất là ít, nó ít hơn chép rất là nhiều quá nhá. Đấy, khi mình câu lên đa phần là chép, mà những cái này chỉ là chép to đóng rồi, chép nhỏ nhỏ vừa thì các bác cần phải thêm một nguyên liệu nữa thì mới câu lại chép nhỏ, còn bình thường cái loại nhỏ nhỏ nó ít khi ăn lắm, mẹ rô phi nhỏ ít khi ăn nhá. Em đi câu sông ấy toàn là loại rô phi nó phải to từ bàn tay trở lên, chưa bao giờ dính phải những con đâu. Cá chép cũng vậy, cá chép thì có những con nó khoảng mà cổ tay khoảng 3-4 lạng thì dính đấy, còn đâu là có những lần em đi câu em biết những chỗ nó không có cá to bao nhiêu, như câu ở con kênh ấy hoặc là những chỗ mà toàn cá con ấy thì mình sẽ phải thêm một nguyên liệu nữa thì mới câu được cái loại đấy nhá. Còn nếu mà những cái mồi như này thì cá con ít khi ăn lắm. Đấy, hôm nào em sẽ cho bác biết thêm một cái nguyên liệu để em bóp vào đây khi em đi câu loại cá nhỏ nhỏ vừa vừa. Các bác đi câu sông, câu suối, như là câu suối với câu kênh mương ấy thì cá to ít, thì các bác ném mồi này mà đợi cá to đến rất là lâu, rất là hiếm đấy. Chỉ câu sông nên ném năng C cái mồi này rất là ngon này. Mẹ câu sông, câu bằng năng C này, câu nục. Đấy. Nhiều bác ấy bảo em câu nục không phải nhé, em câu cả năng C này em rất nhiều cần luôn đấy, có khoảng 7 cần. Mỗi lần đi câu sông thì không 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 nên câu một cần nha. Nhiều bác bảo em nên câu một cần nục thôi nhưng mà em vẫn ném khoảng 4 cái năng C nữa để trúng móm. Thì cá ngoài sông nó không nhiều, mình câu loại này chỉ cá to ăn này. Đấy. Đấy anh em xem, chỉ cá to ăn thôi nhá. Đây là thì chủ nhật tuần này thì chủ tuần này thì vợ chồng em sẽ đi đánh hồ dịch vụ này, em sẽ đánh trực tiếp bằng loại này luôn cho anh em xem cái hiệu quả nó như thế nào nhé. Hồ dịch vụ có bác biết đấy, khả năng móm cũng rất là cao nhưng mà phụ thuộc sự may mắn, mẹ mồi ngon thì sẽ dụ được cá nhá. Đấy. Anh em nào mà muốn câu mà để thay run ấy thì phải thêm một nguyên liệu nữa, bởi vì run thì có loại cá rô phi nhỏ nhỏ bình thường thì nó mới ăn thôi. Thì nay em sẽ hướng dẫn các bác cho thêm nguyên liệu nữa vào thì mới lên được cái loại hàng như thế, hàng thiên nhiên. Này, các bác ủ mồi nó phải được nghe em nhé. Nhớ nhiều bác có cái câu hỏi là ủ mồi nó không được giống như của em. Đấy. Chỗ thì có người thì bảo thì nó nhão, có người thì bảo nó cứng quá, có người thì bảo nó mùi như mùi tre ngâm mẹ, mùi gì. Em không biết là các bác ủ kiểu gì nữa. Đấy, cứ làm như em đúng cái đây mồi phải đúng lực như thế này nhé, và càng ủ lâu càng tốt, trong vòng khoảng 6-7 tháng thoải mái luôn, mà nhất định là không để không khí vào nhé. Đấy, này, rất là đều tay cái này bóp năng C rồi, nhưng mà khi bác mang đi bóp năng C rồi cho thêm một cầm ít cắm gà đi, chẳng may nó mà mồi nhão quá mình bóp vào thì nó mới dẻo hơn, nó dẻo hơn nữa thì mình ném năng C nó mới chất. Đây là bình thường một ổ lục của em, hôm nào em sẽ cầm ẩn là
hai quả mồi đi đánh dịch vụ hoặc là ba quả mồi. Thì đợt này chơi lớn xem, đầu tư một quả chơi lớn xem có lấy hàng không. Có đợi em đến chủ nhật tuần này nhé, cho là nếu mà đi chuyển này câu khoảng thứ hai thứ ba sẽ có video luôn đấy. À, tí mình sẽ để cái link Facebook của mình ở bên dưới, bất cứ ai mọi người có câu hỏi gì thì cứ để lại cái comment ở bên dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp cho mình sẽ trả lời. Và những cái gì mà mọi người chưa hiểu về cái các bước làm ấy thì cứ hỏi em sẽ trả lời trực tiếp nhé. Thì em cũng thời gian đi câu cũng là rất ít, làm công nhân ấy không thời gian nhiều nhá. Mỗi lần mà đi câu cứ bị quốc du thì rất là mệt, là muốn chắc là cũng nhiều người cũng như em thôi, cũng đi làm công nhân thì thời gian thích đi câu mà thời gian không có nhiều nhá, cứ bị quốc du rất là vất vả đấy, mà lại cứ phải đi mua mồi. Em nói thật các bác, cái loại này mà các bác thử đánh loại em có so sánh nhá, D1, D4, Jun, các bác mà câu ấy chắc chắn không thể nào bằng cái loại mồi này được. Hôm nọ mới đi công hôm đấy là cán không cắn, nhưng mấy cái cần thủ ở bên cạnh là móm hết mỗi mình em, nên cán thì các bác biết sự hiệu quả của cái mồi này như thế nào đấy. Nếu em khẳng định, nếu mà các bác nào đi câu ấy 4-5 cần thủ mà các cần thủ bên cạnh câu loại mồi khác mà nên cá mà mồi này không nên cá thì em cứ đi đầu đất. Em câu rất nhiều lần này, có nghĩa là người ta lên cá thì mình chắc chắn sẽ lên cá, và người ta lên cá thì đôi khi mình cũng nên, bị có những hôm cá không ăn thì không nói rồi đúng không, nhưng thường thường là họ lên cá mình chắc chắn sẽ lên cá. Mà những mồi này mà để nguyên liệu thô nha, đi không thì toàn cá to đây, các bác đánh sông thì rất hợp lý này. Mồi rất là tới số nặng nha, mồi vô cùng đạt đấy. Chắc nịch luôn, tức là mùi mùi xoài quá nhá, mùi xoài 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 nấu, gần mùi xoài nấu. À, có ông anh này bảo là có bán mồi không, có ship ship một tận ở Hà Giang à, nhưng mà em không bán nhé, giờ thời gian đâu đâu mà đi làm công nhân có thì đi bán mồi này mệt lắm. Nên mới lại nhiều người ấy, nhiều người ta làm mồi ra thì người ta bán, người ta không chia sẻ bí quyết đâu. Em thấy nhiều người đóng gói bán lắm, nhưng mà đây là em phát triển là cái bài mồi thì cũng muốn mang lại cho anh em cái sự tiện lợi đấy, mới lại đỡ phải tốn kém nhá, tự mình làm ra mồi thì câu nó vẫn thích hơn đấy, không phải mua làm gì tốn tiền đâu, nguyên liệu này nó là rẻ, mình làm nó rất là dễ, thì câu nó cũng tự tin hơn rất là nhiều. Rồi thì bây giờ mình anh em xem cái link Facebook của mình để ở dưới, có gì hỏi thì cứ email lại mình nhé. Cảm ơn mọi người, chào, hẹn gặp lại nhé.